Cả nhà ơi, phiên hôm nay thì rất là nhiều loại hoa lan đang nụ, đang mầm đẹp lắm. Cả nhà mình theo dõi đến cuối phiên để có những cái mẻ ưng ý nha. Hôm nay thì em có nhãn tháng 4 nè, giò tam bảo sắc nè. Cái giò này thì nó rất là to nha cả nhà. Giò này nó to nè, này một người ôm không hết. Cả nhà xem dạng ở vòng tay nè, nó rất là to. Và thứ hai nữa, cây đang thuần khỏe, đang có vòi nụ nha cả nhà. Cây thuần khỏe rồi, cả nhà xem phong cây phong lá nè. Cây đã thuần khỏe và đi lá như thế này nè, cả nhà nhìn xem rất là thích mắt ha. Toàn bộ là đều là đang nụ cả nha. Cây thuần khỏe, vòi nụ dài nè. Đang có nụ hết nha cả nhà, nụ nè. Nụ tròn đều như thế này, đến khi bung hoa thì rất là đẹp đây nè cả nhà, có thể mình nhìn thấy không? Cái này thì giá tham khảo cả nhà, mình có thể tham khảo giá là 2 triệu. 2 triệu cho một cái giò tam bảo sắc đó cả nhà. Mình chờ chút nữa, tí nữa tới cái mẹ đó thì em sẽ quay cụ thể hơn. Phiên hôm nay em có nhiều lắm cả nhà ơi, dẻ hạt nè, dendro nè. Vũ nữ, nói chung là rất là nhiều mẹ. Cả nhà mình cứ xem theo dõi đến cuối video nha, để có lựa chọn được những cái mẹ ưng ý. Rồi đầu tiên thì em có dẻ hạt nè. Dẻ hạt đang có nụ như thế này, đang có nụ như thế này và mầm gốc nó đã lên rất là ok luôn rồi. Hai chậu 100.000, hai chậu 100.000 nha cả nhà. Mỗi chậu D1. Nó cũng đã có tới mấy mầm gốc luôn rồi. 100.000 hai chậu. Hai chậu, cái này cũng D1 luôn nè. Đó cả nhà, nó đang có nụ á, với lại đang có mầm gốc nữa, nó rất là đáng để chia sẻ cả nhà ơi. Vừa có nụ về, cả nhà mình chơi hoa nè. Thứ hai nữa, mầm gốc nó đã lên như vậy rồi, em thấy nó rất hợp lý để cho cả nhà mình sưu tầm. 100.000 hai chậu cũng ok mà đúng không cả nhà. Rồi tiếp theo cái mẹ D2 nè, cái này là ý ngọc nha cả nhà. Ý ngọc của hoa của nó 5 cánh trắng, hồng tím nhìn rất là xinh luôn á. 150.000 một chậu. D2 150.000 một chậu. 150.000 một chậu. Đây nè, như cái này cả nhà mình nè, cứ cả nhà mình có thể mình mua về, mình mua một cái chậu to đi. Do em thì em trồng nhà vườn, em trồng trong cái chậu đen á, cả nhà mình có thể mình lấy một cái chậu to nè, về mình sang vô là nhìn cái cây nó sẽ chất lượng hơn nhiều nha. Rồi tiếp theo D3 nè. D3 là kiều nha cả nhà. Kiều vuông, hoa lan kiều vuông. Đó, một giỏ như thế này 150.000 cả nhà ơi. 150.000 một giò. D3 150.000 một cái giò này cả nhà mình tranh thủ mình sưu tầm đi, giá có 150.000 cả nhà mình mua về đi. Tết này mình làm hoa nha. Kiều vuông là nó mình làm hoa được vào cái dịp Tết đó cả nhà, rất là ok luôn. Rồi tiếp theo cũng là kiều vuông nữa, giò này thuần chậu năng phụ nè, mẹ D4 nè. Cái này thì 180.000 một chậu ha cả nhà ha. D4 180.000 một chậu. Cây đang đi mầm này cả nhà. Cây đang đi mầm tơ nè. Rồi về cũng đã thuần đẹp như thế này luôn rồi, 180.000 một chậu nha. Em có hai chậu đó, anh chị nào mình muốn mình có thể mình lấy một cặp luôn, về dùng là một chậu lớn cũng được, còn không mình sẵn mình sưu tầm. Còn cái phí ship mà cả nhà mình thanh toán cho bên bưu điện giao hàng tận nhà là 40.000 một thùng. Cả nhà mình có thấy là hai chậu đó, hai chậu đây, nói chung 3-4 chậu, nói chung có gộp được một thùng thì phí ship vẫn 40.000, là rất là lợi nha cả nhà. Rồi D5 nè, cái này thì ngọc thạch ba màu nha cả nhà. Ngọc thạch ba màu nè, đang nụ như thế này, giá 150.000. Giá 150.000. D5 150.000 một chậu. Đang lên mầm đó cả nhà, đang lên mầm rất là đẹp luôn rồi. Về mình cứ chơi hoa, chơi hoa xong thì mình lại chăm tiếp mầm cho mùa tiếp theo ha. Rồi D6 nè. Hoa lan kiều vuông, giò này thì nó nhiều thân hơn cả nhà ha. Giò này nhiều thân hơn nè. 250.000 một giò. D6 250.000 một giò. 250, nói chung là toàn bộ những cái cây này nè, cây thuần khỏe cả nhà xem không? Rễ đang đi rất là thích mắt luôn ha. 250 một chậu. Rồi đó cả nhà, mình có thể mình lấy mỗi thứ một ít đi, mỗi thứ một chậu mình sẵn mình sưu tầm ha cả nhà. Rồi cái này hoàng phi hạt nè, D7 nè. 150.000 một chậu luôn. Trời ơi, 150.000 cả nhà, mình có thể mua được nhiều loại đúng không? 150.000 một chậu. Cứ 150.000 một chậu mình sưu tầm được nhiều loại mà. Hoàng phi hạt thì hoa sẽ như thế này. Cái này thì hoa cuối mùa rồi nha cả nhà. Mùa đây lên mầm rồi, cái hoàng phi hạt thì không có hoa nha cả nhà. Em sẽ báo trước tình trạng cây á. Rồi, hoàng phi hạt đây nè. Anh chị nào anh chị nào mình muốn thân to dài hơn thì cả nhà mình lấy cái giỏ mẻ thân dài đây ha. D8 nè, 201. D8 201 này cả nhà mình có thể mình án chân được cái độ dài ha. Trời ơi, mầm nó lên rồi nè, rất là ok, rất là quỷ luôn á. D8 201 một chậu. Đó, em cũng đang có 2-3 chậu ở đây thôi. Anh chị nè, mình muốn sưu tầm thì cả nhà mình gộp ha. Rồi tiếp theo nè, em đang có một cái chậu đây, nói chung cuối mùa rồi, đi xuống mới thấy cả nhà xem hoàng phi hạt mắt đen nè. Nhìn form lá, form hoa rất là ok ha. Mắt đen nhìn nó rất là nghệ thuật luôn. Rồi cái mẻ D9, mẻ này thì 280.000 nha. Anh chị này mình muốn sưu tầm thì cả nhà mình chốt. Mắt đen á cả nhà, chứ còn bình thường của nó là trắng họng vàng thôi. Còn cái giò này thì nó cũng cuối mua rồi mình mới thấy nè. Cái này, thằng này thì nó bình thường này cả nhà, nó cũng họng đen ở trong góc thôi.
Cái giò này thì 270.000, D7, D10, mầm gốc đang nhiều nè. Đó anh chị nè, mình muốn sưu tầm thì cả nhà mình chốt nha. D10 270.000. 270.000. Que giờ ho dữ quá, xong giờ nói hơi khan tiếng luôn. Rồi, em có kèm vé ở trên màn hình đó. Nếu mà cả nhà mình mà nghe không rõ thì cả nhà mình có thể theo dõi vé và mã trên màn hình. Cả nhà mình chỉ việc chụp qua thôi, chụp màn hình qua thôi thì bên em sẽ chốt đơn cho cả nhà mình ha. Rồi, D11 nè, Hoàng Phi Hạt, cái giò này nhìn nó rất là xum xuê luôn á cả nhà. Cả cây, cả mầm gốc nè, rồi 220.000. D11 220.000. Hoàng Phi Hạt 220.000. Rồi, dẻ hạt nè. Em đang có một cái chậu này nó đang hoa nha cả nhà. Nó đang hoa thì không nói, tại vì em chỉ sợ nó đang hoa thì đôi khi tới cả nhà mình nó sẽ nhanh tan. Nhưng mà được cái nó đang còn nụ nhiều nè cả nhà. Đang còn một thân dài nụ. Cả nhà ơi, cái giò này thân keo dài lắm, đang còn nụ nhiều đây ha. Về nhà bung hoa thì rất rất là thơm luôn. Rồi, D12 nè, em có chậu này là 350.000 nha cả nhà. D12 350.000. Cái chậu gỗ nó cũng có mầm gốc lên luôn rồi. Về nhà anh chị nè, mình muốn ngắm hoa ha. Trời ơi, thân nó rất là dài á cả nhà, đây nè. Nó chắc cũng phải tầm 90 cho tới 1 m. Rồi tiếp theo D13 nè. Cái giò này cũng đang nụ luôn ha cả nhà. Nụ lớn này là gửi tới cả nhà mình thì nó cũng vừa bung hoa luôn nha. Mầm gốc thì cũng là đã lên rồi nè. D13. Rồi giò này 390.000. D13 390.000. Dẻ hạt thì hay còn được gọi là phi điệp tím. Dòng này thì hoa thơm nha cả nhà. Dòng này thì hoa thơm. Rồi. Tiếp theo nè. Cái này thì cũng là dễ hạt nè, phi điệp tím luôn. Nhưng mà cái này thì em ghép theo kiểu em để thòng, em không dựng lên giống như hai cái giò kia. Cái dòng này là dòng thân thòng nha cả nhà. Nên mùa này nó đang hoa thì nó sẽ xuống lá vàng lá như thế này nè. Cả nhà mình cứ ngắt đi, nó xuống nó không còn lá thì nó sẽ cho hoa nha. Đó, nó sẽ lác đác như vậy. Em chia sẻ là giá 280.000 một chậu. Đang có nụ ha, thân cũng đang chuẩn bị xuống. D14 280.000 một chậu. Cũng đang lên đó cả nhà. Mầm gốc nó cũng đang lên á, nên cả nhà mình sưu tầm rất là hợp lý luôn á. Cả nhà mình sẵn mình sưu tầm mình mỗi thứ một ít đi. Ý ngọc đang hoa nè, dẻ hạt nè, rồi tiếp nữa còn vụ nữ hay một số loại nữa thì cả nhà mình sưu tầm luôn một lần ha. Rồi tiếp theo D15 nè. D15 em đang có chậu dẻ hạt đang có nụ nha cả nhà. Giờ nó đang có nụ nè, trên đây nụ nhiều nè. Rồi giờ này 220.000. D15 220.000. 220. Đang có nụ nha, về nhà cả nhà mình còn chơi được ha. Nó lên mầm gốc nữa, mình sẵn sưu tầm luôn. Dẻ hạt thì hoa thơm, về nhà cả nhà mình cứ để lên trên bàn chè cho em, hoặc là trong vườn có hoa là nó cứ thơm thoang thoảng á. Rồi, D16 150.000 nè. D16 150.000. Đang có nụ nha cả nhà. Đang có nụ mà mầm gốc cũng lên rất là ok luôn nè. Cả nhà mình sưu tầm nha. Rồi, D17 nè. D17, do này do cái nụ nó nhỏ nên mình chưa nhìn thấy nó đẹp đâu. Đây nè cả nhà, nụ nè. Trên đây nụ nè, bên đây một chùm nụ luôn. Đến khi bung hoa thì nó sẽ tròn căng như thế này. Rồi D17 190 nha cả nhà ơi. D17 190.000. 190.000. Rồi anh chị nè, mình muốn sưu tầm cái dòng phi điệp tím này đẹp nè. D18 nè, giò này 250 nha cả nhà. 250.000. Cái này thì em cũng sẽ báo trước là do nó bung hoa rồi thì cái này thì phải ngày mai mới đóng gửi, tại vì là giá thể nó đang ẩm thì sẽ mất một ngày, nên đôi khi là tới cả nhà mình á, cái hoa nó sẽ không còn được đẹp lắm, nên cả nhà mình thông cảm. Và chủ yếu là em sẽ bán cái mặt hoa. Nên như cái giò này đang có mặt hoa rồi, cả nhà mình có thể mình chụp màn hình, mình lưu làm cái mặt hoa, sau này là mình chăm sẽ làm một cái giò lớn thì bung hoa sẽ đẹp hơn. Nó còn vài nụ ở bên đây ha. Rồi 250.000. D18 250.000. Anh chị nào muốn sưu tầm cái dòng hoa tím đẹp thì cả nhà mình chốt ha. Rồi D19 nè, giò này 130, 130.000. D19 130.000. Phụ nữ nó đang có vài hoa đó anh chị nè, mình sưu tầm làn giống nè, mầm nó cũng đã lên xanh như thế này ha. 130. Rồi cái giò này thì 120. Phụ nữ 120.000, nó đang có hai vòi hoa nha cả nhà. Đang có hai vòi nè. Mà thân tơ cũng đang lên nè. D20 120.000. Anh chị nào muốn sưu tầm giống ha. Cái giá nó cũng ok lắm đó ạ. Rồi tiếp theo, mã D21 nè. D21 em cũng có một cái giò vụ nữ đang hoa luôn. D21 190 đang hoa nha cả nhà. D21 190.000. Bình thường mà có những cái mã mà em bán mà em quên thấy hoa, em lên cắt hoa em xuống cắm rất là xinh luôn á cả nhà. Đây nè, anh chị nè mình muốn sưu tầm ha, vụ nữ nè. Rồi tiếp theo. Có bọc cây kiếu và cắt gì cái này vậy? Không, ok.
Rồi tiếp theo đang có một cái giò vụn nữ này cả nha. Đó, anh chị nào mình muốn sưu tầm thêm cho nó đa dạng, vừa hoàng vừa màu vàng nè, vừa như thế này thì cả nhà mình chốt ha. Rồi D22 230.000. D22 230.000. Đó, anh chị nào mình muốn sưu tầm thêm giống thì cả nhà mình có thể mình gộp đơn ha. Hoa vàng. Phụ nữ sô cô la. Hoa thơm nhẹ nhàng nha cả nhà. Rồi tiếp theo là D23 nè. Em đang có giỏ hoa lan đuôi chồn, đang có nụ ghép trên cục gỗ như thế này nè cả nhà. Ghép trên cục gỗ ha, đang có vòi nụ dài như thế này luôn rồi. Đó, đến khi bung hoa thì rất là đẹp. 400.000 nha cả nhà, D23 400. D23 400. Như cả nhà mình thấy nè, gửi cái cục gỗ này đi xa nó rất là nặng và nó đóng một cái thùng to cồng kềnh. Nhưng mà cái phí ship là vẫn 40.000. Nên là cả nhà mình mua hàng thì cả nhà mình vui vẻ phần ship nha, phần thiếu thì em đã hỗ trợ rồi. Chứ mình gửi những cái cục như thế này đi thì phí ship nó phải cao hơn nhiều đó cả nhà. Đó, em sẽ hỗ trợ phần thiếu cho cả nhà mình ha. Nên là cứ vui vẻ thôi ạ. Rồi D24 nè, giò này 520.000. D24 520.000. Hoa lan đuôi chồn đang có vòi nụ nha cả nhà, đang có nụ luôn nha. Đó, mùa này thì cả nhà mình tha hồ ngắm rất là nhiều loại lan nha, đang có nụ. Rồi tiếp theo em đang còn một cục nữa nè. Đó, cục này D25. D25 cục này to nha cả nhà, xem cái cục gỗ nè, cả nhà xem cái cục gỗ nè. Nó to và nó nặng như thế này ha. D25 650.000. Đang có vòi nụ ha. D25 650.000. Đang có vòi nụ như thế này nè. Đó, cả nhà mình yêu thích mình cứ chụp màn hình đi. Cứ chốt theo mã bên em sẽ gửi chuẩn mã, yên tâm. Mỗi mã thì chỉ có một thôi. Đó, mỗi mã chỉ có một thôi nên là cả nhà mình không cần phải lo vấn đề gì hết ha. Rồi tiếp theo nhãn tháng 4 nè. D26 nhãn tháng 4. D26 1.450.000. Hàng rừng nha cả nhà, bên em thì chuyên hàng rừng, chăm từ khi cây con tới lớn nè. Cây đang to đẹp nè, đang phát triển xanh to đẹp, đang nụ cả nhà, đang nụ rất là đều luôn. Cái giò này bung hoa thì rất là đẹp đó ạ. Lại thơm nữa chứ. Rồi giò này 1.450.000 nè. Cả nhà mình yêu thích muốn sưu tầm thì cả nhà mình chốt rất là nhiều cây ở trên đây. Nó làm cho một cái giò nó tròn đều, nó bung tròn đều luôn. Mà thuần cả nhà nhìn bộ rễ thì nha, cả nhà mình cũng biết là thuần lâu năm rồi mà. Chăm từ những cái cây nè, cả nhà xem nè. Hàng rừng này chăm từ những cái cây nó còn giống nhỏ đi lên biết bao nhiêu năm. Rồi, mã này là D27, do này cũng 1.450.000 nha cả nhà. D27 1.450.000. Đang có nụ nha cả nhà, nụ đều luôn á. Đang có nụ đều luôn á, nên khi bung hoa đẹp lắm cả nhà. Nhãn tháng 4, cây thùng khủy hoa thơm nha. Rồi em đang còn một vài chậu nhãn tháng 4 nhỏ nè, là giá rẻ nha cả nhà. D28 220.000. Nhãn tháng 4 đang có 1 2 3 vòi nụ nha cả nhà. Đó, 1 2 3 vòi nụ. 220.000. 220. Đó, cả nhà mình cứ xem theo mã yêu thích thì cả nhà chốt nha. D29 nè. D29 190.000. D29 190.000. Cây thì bên em cây thuần ăn nắng nha cả nhà. Cây thuần ăn nắng, những cái vết này thì nó đã khô rồi nên không có vấn đề gì hết ha. Anh chị nào mình muốn sưu tầm về chơi hoa nè, 190. Đang có 3 vòi nụ nha. Đang có 3 vòi. Rồi tiếp theo D30 nè, 170.000. 170. Đó, cây thì cũng em cũng cho cả nhà mình xem là tình 000. Trạng cây rất là rõ ràng ha. 170. Anh chị nào mình muốn sưu tầm làm giống thì cứ chốt nha. Rồi, 170 đang có 1 2 3 vòi nụ luôn á cả nhà. Rồi D31 này 220.000. Bên em thì chủ yếu chăm theo kiểu hữu cơ thôi, thuần tự nhiên luôn á, toàn bộ các loại lan mình chăm như nhau. Nên là về nhà cả nhà mình có mua, cả nhà mình có chăm đủ loại lan thì về những cái cây này nó cũng rất là dễ hòa hợp luôn. D31 220.000. Rồi, chế độ chăm sóc rất là đơn giản ha, 220.000. Đang có 2 cái vòi hoa nha cả nhà. Rồi, tiếp theo. Ồ, cái giò chồn ghép trên chậu gỗ này cả nhà. Rồi D32 ha. D32 một cái giò hoa lan đuôi chồn này, đang có nụ này, cái này về tới cả nhà mình là vừa bung luôn á. D32 550.000. D32 550.000. 550, nó đang nụ cũng khá là đều á cả nhà. Đang nụ khá là đều ha. Bên đây cũng vậy nữa nè. Đến khi nó bung hoa thì nó tròn đều á. Hôm nay giọng hơi khang cổ nên sao nghe thấy nó hơi lạ. Rồi D33 nè. Rồi giò này 600.000 nha cả nhà. D33 hoa lan đuôi chồn. Đó, đang có vòi nụ nè. Đang có vòi nụ như thế này ha. Về nhà cả nhà mình D33 600. Chỉ biết treo lên ngắm hoa thôi. 600.000 mà D33. Rồi D34 nè. Em có chậu Ngân Xuân.
ninh xuân rừng luôn nha cả nhà ơi. Bên em thì chuyên hàng rừng thôi, hàng rừng thì hoa sẽ nó của nó sẽ màu trắng tím nha. Rồi mã này nè, lớn nhỏ gì cũng có. D34 870 nha. Lớn nhỏ gì cũng đều có đủ hết cả nhà. Cả nhà mình sưu tầm Tết này là một cái giò nè, cái giò ghép như tròn như thế này thì đến khi bung hoa nó cũng rất là cân đối ạ. Rồi như cái giò này thôi, cái giò này vẫn 40 ship đi cũng được, em hỗ trợ cho. Như cái giò này nó to, nó nặng lắm cả nhà, ghép trên cái chậu gỗ nó đã nặng rồi, xong rồi đặt lên trên cục gỗ nữa nên là nó khá là nặng, nên anh chị nào mình muốn sưu tầm thì cả nhà mình chốt ngay nha. Rồi D35 nè, ninh xuân rừng luôn nè, cái này thì hàng giống thôi. Đó, hàng giống này thì cả nhà mình 250 ngàn một chậu. Cả nhà mình sưu tầm thì Tết tới là đã cho hoa rồi nha, Tết là cho hoa luôn rồi. Rồi D35 250 ngàn. Đó, em đang có hai chậu nha cả nhà, chậu 5 cây. Rất là đều luôn, chậu 5 cây 250 ngàn một chậu. Rồi tiếp theo nè, cái này là kiều tím yên tử diêu hạt. Cái dòng này nó đang rất là hot trên thị trường luôn. Cây thì để bên em thì cũng đã chăm sóc lâu rồi. Nó để có một cái giò nguyên lùm như thế này, mầm gốc đang còn lên nữa, nguyên một lùm như thế này. Rồi giá 400.000 D36. D36 400 một chậu. Những cái giò như thế này thì cả nhà mình chăm sóc năm sau sẽ cho hoa nha. Đến khi cho hoa thì phải nói là rất là đẹp luôn đó cả nhà. Một giò rất là nhiều thân. Là 400.000 một chậu nha cả nhà. Cái giò này anh chị này mình muốn yêu thích, mình muốn sưu tầm cái dòng kiều tím á, kiều tím yên tử. Bên Vương em có sổ rồi nha cả nhà. Cái cây đợt cây lớn á, lứa cây lớn đã có sổ hoa rồi. Anh chị nào mình muốn ngắm mắt hoa cả nhà, mình có thể mình nhắn tin cho em nha. Rồi tiếp theo nè, D37 nè, em có chậu dendro ha, 200.000. Dendro 200.000, đang kỳ quá chừng nữa nè. D37 dendro 200. 200.000. Rồi tiếp theo. Ui, một giò dendro siêu to nữa nè cả nhà ơi. Một giò dendro siêu to luôn mà siêu kỳ luôn cả nha. Ngắm kỳ nhìn thấy nó cũng đẻ con mắt nữa, kỳ với rễ rất là nhiều luôn á. Rồi, cái mẻ này nè, em đọc mẻ giùm chị. D38 680.000. Đây này cả nhà ơi, nó to hơn người em. D38 680.000. 680 đó anh chị nè, mình muốn sưu tầm một cái giò mà xum xê và dày kỳ như thế này thì cả nhà mình chốt ngay nha. Rồi, cái này là vũ nữ nhện nha cả nhà. Vũ nữ nhện nè. D39 550.000. Vũ nữ nhện nè, ghép trên một cái thớt gỗ như thế này cả nhà, nhìn xem rất là nghệ thuật đúng không? Cây thì là đang có vòi nụ nữa nè, đang có vòi nụ vũ nữ nhện. Anh chị này mình chốt thì cả nhà mình sưu tầm trên cái thớt gỗ nha. Riêng cái thớt gỗ này thì phí ship là 70.000 giúp em nha, do nó to và nó nặng lắm. Nó rất là nặng luôn, em đọc mẻ này chưa? Đọc rồi. Rồi 39 550.000. 550 rồi cả nhà. Cả nhà cái phần ship nó nặng lắm nên cả nhà mình hỗ trợ 70 ship nha. Còn phần thiếu hay là để em. Rồi tiếp theo là năm cánh trắng Phú Thọ nè cả nhà. D40 350.000. Rồi trên thân thì giờ đang sưng nụ rồi nè cả nhà nha. Đang sưng nụ rồi như thế này luôn rồi. Anh chị nào mình muốn sưu tầm thì cả nhà mình chốt ha. Rồi 350 cây để thuần khỏe rồi. Rồi tiếp theo cái mã này là mã D41 nè. D41 là cái giò tam bảo sắc nha cả nhà. Cây thuần khỏe như thế này. Cái giò này thì đóng đi xa thì cái giò này đóng bi xe thì khi phí ship là 200.000 ha. Phần thiếu thì em hỗ trợ, như cả nhà mình thấy như em ôm một ôm là cái thùng nó rất là to luôn á. Anh chị nào mình yêu thích cái dòng tem bảo sắc hoa thơm thì cả nhà mình chốt cái mẻ này ha. Rất là to luôn. Mẻ là 2 triệu ship 200.000. Đó là 2 triệu 2 á cả nhà. Rồi tem bảo sắc này em có những cái giò nhỏ nữa. Anh chị nào mình thích những cái giò nhỏ thì cả nhà mình có thể chốt những cái mẻ này nè. Đó 260 một cục thôi. 260.000 một cục nha cả nhà. Một cục của nó thì sẽ có 5 cây. Cây thì cũng đang thuần như thế này luôn rồi. Một cục 5 cây nè. D42 260.000 một cục. Cầm giùm chị đây, nó đang có vòi nụ nha cả nhà. Nó đang có nụ nha. Cục kia cũng đang nụ luôn rồi. Vô vô giùm chị. Cục đây cũng đang có nụ luôn nè. Toàn bộ là hàng đang nụ hết ha. Anh chị nào mình yêu thích thì cả nhà mình chốt nha. 260 một cục. Em có hai cục này à. Rồi D42 260. Rồi cái mẻ cuối cùng D43 nè. D43 nè, một cái chậu kiếm nha cả nhà ơi. Anh chị nè mình muốn mình để trong vườn nè. Kiếm 380.000. Kiếm đang rất là nhiều nụ luôn á. 380 ha. Anh chị nè mình yêu thích thì cả nhà mình chốt cái giò kiếm này nè. Rồi 380.000. Rồi cái mẹ cuối luôn rồi cả nhà. Mẹ này là mẹ cuối cùng luôn rồi cả nhà. Phiên hôm nay thì rất là nhiều mẹ đang nụ đang hoa nên cả nhà mình yêu thích cái dòng này thì cả nhà mình chốt ngay với em nha.
Em xin chào cả nhà.